di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tân Sanh về cực lạc Nhập Thanh Tịnh Chúng Chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa Điểm Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia Thời gian ngày 4 tháng 8 năm 2010 tập 94 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 107 Hàng thứ ba từ dưới đếm lên Xem từ chữ thứ ba Trong dòng thứ ba Từ dưới đếm lên Thứ liệt di lạc giả Đại bảo tích kinh phát thắng chí nhạo hội Di lạc dấn Phật Nhờ thở chúng sanh phát thập chủng tâm Tùy nhất nhất tâm Chuyên niệm hướng ư A-di-đà Phật thị nhân mạng chung đương đắc giảng sanh bỉ phật thế giới thế tôn hà đẳng danh di phát hợp chủng tâm trong phần trước chúng ta học đến chỗ này chúng tôi trích lục đoạn kinh nói về phát mười thứ tâm trong Kinh Đại Bạo Tiếp, trong phần trước, chúng ta đã học bốn tâm trong mười thứ tâm. Thứ nhất là vô tổn hại tâm. Thứ hai là vô bức não tâm. Thứ ba là nhạo thủ hộ tâm. Thứ tư là vô chấp trước tâm. Trong mỗi tâm bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận Hôm nay chúng ta lại xem tâm thứ năm Khởi định ý tâm Niệm Phật chi nhân Năng ly thế gian tạp nhiễm chi pháp Phục ư lợi dưỡng đẳng sự Thường sanh tri túc chi tâm Thị danh khởi tịnh ý tâm Điều này nói tới chẳng tham Hai điều trước đó là chẳng giết Điều thứ ba là hộ pháp Điều thứ tư vô cùng quan trọng Buông chấp trước xuống vì trong các kinh đại tiểu thừa đức phật thường dạy chúng ta nếu chúng ta có thể chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đức phật nói quý vị sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi do điều này có thể biết lục đạo luân hồi do đâu mà có Do chấp trước mà có Chỉ cần quý vị có ý niệm chấp trước Hiện tượng luân hồi bàn xuất hiện Người thật sự giác ngộ Sẽ như Diễn gia Đại sư đã nói Trong chứng đạo ca Ngài Diễn gia là người đời đường Cùng thời đại với lục tổ của Thiền Tông Và cũng là học trò của lục tổ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Trong hội của lục tổ Suốt đời lục tổ trong số các học trò có 43 người thành tựu Thành tựu là minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh không chỉ vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát mười pháp giới thật sự thành tựu a à la hán chỉ là tiểu thành tựu chẳng thể coi là thành tựu thật sự ngài chỉ thoát ly lục đạo luân hồi chưa thoát ly mười pháp giới chúng ta biết luân hồi do ý niệm chấp trước mà xuất hiện do vậy vĩnh gia đại sư bảo mộng lý minh minh hữu lục thú lục thú là lục đạo luân hồi giác hậu không không vô đại thiên đã giác ngộ sẽ không chấp trước chấp trước là mê mê là bất giác nên mới chấp trước nhưng chấp trước nghiêm trọng nhất là tình chấp thứ này cũng chẳng thật chấp trước chẳng còn thì lục đạo chẳng còn a à là hãng chẳng còn chấp trước nhưng còn có phân biệt có phân biệt thì có bốn thánh pháp giới tức là thanh văn duyên giác bồ tát phật có những pháp giới ấy xuất hiện Những pháp giới ấy vẫn là mộng Cũng chẳng thật Lục đạo là mộng trong mộng Quý vị thấy đó Mê rất sâu Từ lục đạo tỉnh giấc Cảnh giới hiện tiền là bốn thánh cảnh giới Bốn thánh cảnh giới vẫn là mộng Vẫn chẳng thật Lại phải buông phân biệt xuống không chỉ chẳng chấp trước mà còn vĩnh viễn lìa khỏi phân biệt đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian sau đó lại nâng cao công phu tới mức chẳng khởi tâm không đầu niệm sẽ chẳng thấy mười pháp giới đúng như đức thế tôn đã dạy trong kinh bát nhã phàm những gì có tướng đều là hư vọng mười pháp giới có tướng nên chúng chẳng thật đạt đến một trình độ nhất định sẽ chẳng thấy cảnh giới nữa nó tiêu mất vì thế các nhà khoa học hiện đại bảo chúng ta vũ trụ to lớn vô cùng tận khoa học hiện thời có thể thăm dò vũ trụ vĩ mô nhưng chỉ có thể thăm dò 10% Của toàn thể vũ trụ Nói cách khác Hãy còn 90% vũ trụ chưa thấy Chúng ta nghe câu ấy bèn hiểu Người tu học Đại Thừa bèn hiểu rõ lời các nhà khoa học nói là thật 90% phần trăm chẳng thấy vì sao không thấy đã tỉnh mộng sau khi tỉnh giấc chẳng thấy cảnh giới trong mộng nữa do đạo lý này vì thế họ đã dò xét chân tướng vũ trụ khá lắm chúng ta rất bội phục nhưng họ vẫn chưa đạt đến rốt ráo vẫn chưa triệt đề nếu đạt đến triệt để Tôi tin là sẽ hoàn toàn giống như Kinh Đại Thừa đã nói Mười pháp giới chẳng còn Xuất hiện cảnh giới gì Chính là quả thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai như trong Phật Pháp Thường Giảng Hoặc Thế giới cực lạc như trong tình độ tông đã nói hoặc thế giới hoa tạng như trong kinh hoa nghiêm đã nói những thế giới ấy đều là cõi thật báo trang nghiêm chúng ta còn gọi nó là nhất chân pháp giới nó có thật hay không nếu nó là thật thì trong kinh bát nhã đức thế tôn phải nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng trừ cõi thật báo trang nghiêm của chư phật ra phải nói theo cách ấy đức phật chẳng nói ngoại trừ cõi thật báo của chư phật do vậy có thể biết cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai cũng được gộp vào trong ấy Chúng ta chẳng nghe sai lời Phật dạy Có đúng hay không? Đúng Cõi thật báo trang nghiêm gì sao mà có Nó cũng là hư vọng Là hư vọng cuối cùng Nhưng hư vọng ấy rất khó đột phá Vì sao? Nó do tập khí vô thị vô minh hiện ra Tập khí vô thị vô minh Vô thị vô minh là khởi tâm đồng niệm Chẳng khởi tâm không đồng niệm Vô minh bèn bị phá Tuy đã phá vô minh Tập khí vẫn còn Nhưng tập khí ấy Chẳng nảy sanh chứa ngại đối với chính mình và đối với sự giáo hóa chúng sanh do vậy sau khi phá vô minh nói theo thực tế trí huệ thần thông đạo lực vô cùng giống với quả vị rốt ráo chỉ là kèm theo tập khí trừ điều này ra chẳng có gì khác với quả vị rốt ráo Địa vị dị diệu giác Là Phật quả rốt ráo Trong mười Pháp giới Thuận theo nghiệp cảm của chúng sanh Ngài có thể hiện thân thuyết Pháp Có thể hiện vô lượng vô biên thân Do vậy nói Nên dùng thân gì độ được Bèn hiện thân ấy sự ứng hiện ấy không do ý nghĩ của chính mình Chứ gì phải hiểu trong viên giáo Từ sơ trụ Bồ Tát trở lên Không có ý nghĩ của riêng mình Nếu chính mình vẫn còn có ý nghĩ Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Nếu chúng ta hỏi A-la-hán có ý nghĩ của riêng mình hay chăng? Không có A-la-hán có phân biệt nhưng chẳng có ý nghĩ nếu chính mình có ý nghĩ sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo bởi lẽ một điều kiện để thoát lục đạo là phá kiến tư phiền não do ý nghĩ thuộc về tư hoặc nên chẳng thể có ý nghĩ Mới hồng thoát khỏi lục đạo Sơ quả tu đà hoàng Đoạn 80 phẩm kiến hoạt Điều nghiêm trọng trong kiến hoạt Là có thành kiến Thành kiến là ý nghĩ, chủ trương Cách nghĩ Cách nhìn của ta Chấp trước những thứ này chắc rồi Hệ có chấp trước ấy Thì ngay cả sơ quả Cũng chẳng chứng được Thật sự là lục đạo phàm phu Vì thế điều này được gọi là công phu Công phu tu hành Chẳng có gì khác Chẳng phải là niệm kinh cho nhiều Hay công phu định lực sâu bao nhiêu Không phải vậy Công phu thật sự là hoàn toàn buông xuống Đừng nên chấp trước Chớ nên phân biệt Chớ nên khởi tâm động niệm Thấy đều buông xuống Đó là công phu Như vậy thì mới có thể thật sự Nâng cao linh tánh của chính mình Vì vậy Trong mỗi điều bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận Chúng ta phải ghi nhớ trong tâm Phải nghiêm túc học tập Hôm nay chúng ta xét tới Khởi tịnh ý tâm Khởi là sanh khởi Ý trở nên nhiễm ô Ý là tâm Đó là giọng tâm Chẳng phải là chân tâm Chân tâm là thanh tịnh Quyết định chẳng có nhiễm ô Ý là giọng tâm Hiện thời chúng ta luôn dùng giọng tâm Ai dùng chân tâm Chư Phật Như Lai dùng chân tâm. Pháp thân Bồ Tát dùng chân tâm. Những ai chứng minh tâm kiến tánh đều sử dụng vọng tâm. Tức là ý niệm luôn dùng thứ này. Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới đều dùng vọng tâm bất quá người ta sử dụng rất chánh đáng chánh đáng là gì ý họ thanh tịnh còn ý của chúng ta là nhiễm ô họ vẫn dùng ý từ pháp thân bồ tát trở lên không dùng ý nữa ý chẳng còn ý biến thành gì ý biến thành bình đẳng tánh trí chứ gì phải biết ý là mạc na thức kinh luận tướng tông dạy chúng ta chuyển mạc na thành bình đẳng tánh trí chuyển a la gia thành đại viên kính trí chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí chuyển thành trí thoát khỏi mười pháp giới trong mười pháp giới thì chưa chuyển nhưng họ đúng là thật thà Biết nghe lời Thật sự làm Thực hiện một trăm phần trăm Những điều Đức Phật đã chỉ dạy Vấn đề là chưa chuyển được Hãy chuyển được Bèn vượt thoát mười Pháp giới Đạt đến nhất chân Pháp giới Vì thế ở đây Bồ Tát dạy chúng ta Quý vị thấy người niệm Phật Nếu làm được 10 thứ tâm này Không chỉ vượt thoát lục đạo luân hồi Mà cũng sẽ nhanh chóng vượt thoát 10 pháp giới đầu tiên là tách rời pháp thế gian tạp nhiễm tạp là chẳng thuận quá phức tạp rồi nhiễm là chẳng thanh tịnh là nhiễm ô phải tách rời những thứ ấy tách rời là buông xuống Tạp nhiễm Vô lượng vô biên Những điều mắt chúng ta thấy Tai chúng ta nghe Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Đều là pháp tạp nhiễm Hiện tại xã hội tạp nhiễm tới mức bảo hòa Tạp nhiễm tới cùng cực Nảy sanh một hiện tượng vô cùng rõ rệt trong xã hội Hiện tượng ấy chính là xã hội động loạn Môi trường sống thay đổi Môi trường sống là hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta Này chúng ta nói địa cầu có tai nạn nhiều dần ấy Khắp nơi đều có Do nguyên nhân nào? Là vì Pháp tạp nhiễm đã quá mức Nên biến thành nông nội ấy Cổ nhân Trung Quốc Có nói một câu được ghi trong tả truyện Tức là bộ tả truyện do tả không minh viết đó là tác phẩm chú giải Kinh Xuân Thu của Khổng Tử Ông này rất lỗi lạc Trong sách ấy có một câu như sau Nhân khí thường tắc yêu hưng Nghĩa là nếu người ta dứt bỏ đạo lý thường hằng Thường là gì vậy? Chính là ngũ thường cũng có thể nói là năm thứ Pháp đúng mực nếu con người chẳng cần đến những thường pháp ấy Toàn bộ yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện Xã hội hiện thời thuộc về tình cảnh này Trong ngũ thường Điều thứ nhất là nhân Nhân nghĩa lệ trí tính Là ngũ thường Nhân là gì? Nhân là suy từ mình mà nghĩ đến người Quý vị thấy chữ nhân trong tiếng Hán là hai người nhân trong nhân từ là hai người nghĩ đến chính mình liền lập tức nghĩ đến người khác do vậy nhân và ái nhân phàm thị nhân giai tu ái đó là nhân con người hiện thời chẳng yêu thương người khác không chỉ chẳng yêu thương người khác mà con người hiện thời cũng chẳng yêu thương chính mình vì sao con người phải giữ vững ngũ thường làm được ngũ thường đó là yêu thương chính mình là từ ái do vậy kẻ chẳng yêu thương chính mình thì còn làm sao được nữa thiếu căn cơ trong xã hội hiện thời tìm chẳng ra thứ hai là nghĩa nghĩa được giải thích ra sao nghĩa là tuân theo lý Tức là hết thảy Đều tuân theo một đạo lý Tuân thủ đạo lý gì vậy? Quy luật pháp tắc của thiên nhiên Giống như thực vật mùa xuân xanh Mùa hạ tăng trưởng Mùa thu thu hoạch mùa đông ẩn tàng đó là quy luật thiên nhiên đời sống của con người phải phù hợp ngũ thường và ngũ hành thân tâm mới khỏe mạnh trong thời đại hiện thời sùng bái đề cao khoa học khoa học làm gì phá hoại toàn bộ môi trường thiên nhiên Thực vật xanh sôi vào mùa xuân Mùa hè ta cũng bắt nó xanh Tiết thu cũng bắt nó xanh Trời đông cũng bắt nó xanh Rối loạn nó san trụ dị diệt đều bị rối tung Đấy là bất nghĩa Vì thế Nói về nghĩa Theo phương diện con người Thì nói đơn giản là tư tưởng và hành vi của chúng ta Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, bèn gọi là nghĩa trái nghịch tình lý pháp sẽ là bất nghĩa lễ là lễ tiết lễ tiết trọng yếu vì thế cổ nhân rất coi trọng lễ tiết chẳng dám khinh mạng lễ tiết nhỏ nhặt cũng chẳng bỏ sót vì sao đấy là tôn trọng thiên nhiên tôn trọng đạo nếu chẳng có lễ Toàn bộ đều chẳng có Giống như cất nhà hay xây cao ốc Nó là nền tảng Không có nền tảng lầu cao cách mấy cũng chẳng xây thành công Phật Pháp coi trọng lễ Xếp nó thành điều thứ nhất Quý vị thấy 10 đại nguyện dương của Phổ Hiện Bồ Tát Thứ nhất là lễ kính chư Phật Rất trọng yếu Làm sao có thể coi thường được vì thế trung quốc từ xưa tới nay được gọi là lễ nghĩa chi bang vì người trung quốc hiểu lễ tôn trọng lễ vừa mở lễ ký trong ngũ kinh của nho gia ra câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính Chẳng có chuyện gì không cung kính Đối với người, đối với sự, đối với vật đều phải cung kính Vì sao phải cung kính? Đức Phật đã giảng thấu triệt nhất Vì toàn thể vũ trụ và bản thân chúng ta là một thể Một tự tánh Tâm hiện thức biến Hiện tại các nhà khoa học rất khó có Giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề Nâng cao tính tâm của chúng ta Các khoa học gia bảo Trong vũ trụ chẳng có vật chất Hiện tượng vật chất là gì? Là một loại hiện tướng Do ý niệm của chúng ta liên tục tích lũy sanh ra vì sao vật chất có chất rắn chất lỏng và chất khí vì sao có những hiện tượng ấy đối với chất rắn như phù sa đá tảng đá cục các nhà khoa học phát hiện Do tốc độ dao động của ý niệm chúng ta khá chậm biến thành trạng thái vật chất như đá tảng phù sa tức trạng thái rắn nếu tần suất nhanh hơn một chút nó biến thành chất lỏng giống như nhục thể của loài động vật chúng ta tuy cũng là vật chất nhưng chẳng cứng chắc như chất rắn tần suất mau hơn nữa biến thành chất hơi nhanh nhất bèn biến thành sóng điện từ sóng ánh sáng cũng là một loại sóng điện từ vì thế hết thảy hiện tượng vật chất đều trở về quan tử là năng lượng. Năng lượng và vật chất chuyển biến trở thành lẫn nhau. Khoa học gia đã phát hiện điều này từ lâu. Nhưng hiện thời vẫn chưa thể biến vật chất thành năng lượng dễ dàng như ý muốn. Bom nguyên tử đã được phát minh dựa trên đạo lý này. Làm thế nào để biến năng lượng thành vật chất? Họ biết chuyện này là có thể Nhưng vẫn chưa biết phương pháp Phật Pháp đã biết Phật Pháp quả thật có thể biến năng lượng thành vật nhất Hiện tượng ấy rất phổ biến trong báo độ Của chư Phật như Lai Do vậy quan sát từ góc độ này thế giới của phật bồ tát thật sự là cảnh giới khoa học cao nhất thù thắng hơn chúng ta quá nhiều nhưng khoa học kỹ thuật nhất định phải được kiến lập trên cơ sở luân lý đạo đức nó mới thật sự có thể giúp cho con người đạt tới cảnh giới hạnh phúc mỹ mãn nếu thiếu khuyết luân lý đạo đức khoa học kỹ thuật có thể đi ngược quy luật thiên nhiên đi theo chiều hướng tương phản đem lại tai hại cho nhân loại và thiên nhiên bậc thánh triết phương đông tổ tiên chư phật bồ tát đều hiểu điều ấy nên đã đặt nền tảng của giáo dục trên luân lý đạo đức nhân quả Chẳng dung bồi vững bền những căn cội ấy Thì khoa học kỹ thuật Phải tiến bộ thông thả một chút Chẳng thể tiến quá nhanh Nhất định phải đi sau luân lý đạo đức Mới không xuất hiện vấn đề Nếu dứt bỏ luân lý đạo đức Cứ mê mệt Lo tiến triển khoa học hậu hoạn sẽ vô cùng xã hội và địa cầu chúng ta hiện thời xuất hiện tai nạn nhiều ngần ấy là do nguyên nhân ở chỗ này chúng ta thấy rất rõ ràng nhưng những lời ấy chẳng phải do chúng tôi nói trước tiên mà là những điều được nhắc tới trong ngôn luận của tiến sĩ than ân tiện nước anh trong thập niên 70 mươi thời đại ấy hoàn toàn chưa nghiêm trọng lắm hiện thời vấn đề nghiêm trọng đã xuất hiện chúng ta suy nghĩ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền suy nghĩ lời bàn luận của tiến sĩ than ân tỷ đúng là chẳng giả Nhân nghĩa lệ trí tính chẳng do bậc thánh hiền phát minh hay sáng tạo. Nếu chúng ta giữ quan niệm thánh hiền đã sáng chế những điều ấy, quý vị đã hoàn toàn sai lầm. Nếu quý vị hỏi một vị đại thánh đại hiền chân chánh, Ngài sẽ nói lời thật cùng quý vị. Cả đời Ngài có sáng tạo hay không? Không có. Có phát minh hay không? Không có. Khổng tử nói thật thà. khổng tử bảo cả đời ngài thuật nhi bất tác có nghĩa là ngài chẳng sáng tạo chẳng phát minh những điều ngài học tu dạy truyền lại toàn là những thứ của cổ nhân trong quá khứ chẳng có gì là của chính mình ngài nói lời chân thật thật thà Nhân nghĩa lệ trí tinh được tổ tông các đời truyền thừa Chẳng phải do Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh Thuyết Pháp 49 năm Ngài có sáng tạo phát minh hay không? Ngài nói không có Và còn nói rõ ràng hơn khổng phu tử Lời ấy đã được Thanh Lương Đại Sư nêu ra Trong bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm Quyền Nghệ Thích Ca Mâu Ni Phật nói Hết thể các kinh do Ngài đã giảng trong 49 năm Chẳng phải là của Ngài mà do các vị cổ Phật đã nói Ngài còn nói Ta chẳng nói nhiều hơn một chữ So với kinh của chư tổ Phật đã giảng Nói còn nghiêm ngặt hơn khổng lão phu tử Khổng lão phu tử chỉ nói Thuận nhi bất tác Một câu nói hàm hồ chung chung Thích ca mâu ni Phật nói Cụ thể dường ấy chẳng thêm vào kinh giáo Của cổ Phật một chữ nào Quý vị thấy tính nhi hiếu cổ Tin tưởng yêu thích những thứ của cổ nhân Còn người hiện thời ra sao Người hiện thời chẳng tin những thứ của cổ nhân Cho rằng mọi thứ của cổ nhân đã lỗi thời Đều có thể dứt bỏ Chẳng cần đến nữa Hiện thời phải sáng tạo cái mới Tôi còn nghe nói Trong vườn trẻ Thầy cho bài tập Đòi hỏi trẻ nhỏ phải sáng tạo cái mới Tôi nghe mà kinh sợ Từ bé tí như vậy Mà đã bắt chúng nó sáng tạo cái mới Đáng sợ chưa Những thứ cổ thánh tiên hiền Đều bị đào thải sạch sành xanh Vì vậy thế giới này phải quỷ diệt Tôi vừa mới nói Những ngôn luận tư tưởng trước tác Của cổ thánh tiên hiền Chẳng phải là sáng tạo Mà là tánh đức những gì được đời đời truyền lại đều là tánh đức trong tự tánh đều là những thứ chúng sanh vốn sẵn có trong tánh đức trong kinh hoa nghiêm đức phật đã nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai như lai là tự tánh trong tự tánh của hết thảy chúng sanh vốn có vô lượng trí huệ Vô tận trí huệ chẳng phải do bên ngoài mà có, không chỉ có trí huệ mà còn có đức năng. Này ta gọi đức năng là năng lực, không gì chẳng thể. Trong tự tánh của cái vị vốn sẵn có những đức năng ấy. Thứ ba là nói tới tướng hảo. Này ta gọi tướng hảo là phước báo. Trí huệ, năng lực và phước báo. Mọi người đều bình đẳng chẳng có mảy may sai biệt nào nay vì sao không có vì sao bất bình đẳng do tiền não khởi tác dụng tiền não là gì khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước những thứ ấy dày hay mỏng khác nhau cho nên trí huệ và đức tướng tỏa lộ không giống nhau ở đây đức phật dạy chúng ta là dạy hàng sơ học hãy lìa khỏi các pháp tạp nhiễm trong thế gian cội rễ của tạp nhiễm chính là ngã chấp như chúng ta đã nói trong phần trước trong chấp trước nói đến ngã chấp chấp trước cái thân là ta Đó là cội nguồn Của hết thảy họa hoạn Vì thế nhà Phật nói vô ngã Vô ngã chẳng phải là thật sự không có ngã Mà là nói lục đạo chúng sanh chấp trước thân là ta Sợ chấp trước ấy sai lầm Có chân ngã hay không? Có chân ngã này chúng ta không nhận biết chân ngã Ngỡ giả ngã là chân ngã Giả ngã là gì? Giả ngã là cái ta có Giống như quần áo Quần áo là cái ta có Hiện thời một người nghiễm nhiên Có những thứ hồ đồ như vậy Quên khuấy chân ngã Coi y phục là ta Tình hình của lục đạo chúng sanh là như thế Coi quần áo là ta Quên bản cái ngã thật sự Hết thảy toàn là lo toan cho quần áo Quý vị nói xem có oan uổng hay không à, Do vậy Đức Phật bảo chúng ta đã mê Đó là căn cội nguồn gốc khởi đầu của mê Vì thế Đức Phật dạy chúng ta Trước hết phải phá ngã chấp Phá trừ ngã chấp Chẳng còn chấp trước thân này là ta Chúc mừng quý vị Quý vị thật sự nhập Phật môn Là đệ tử Phật Đã chứng quả tu đạo hoàng trong tiểu thừa Chứng sơ tính trong địa vị thập tính Bồ Tát của Đại Thừa Thập tính là tiểu học trong Phật giáo Sơ tính là lớp 1 Giống như Kinh Kim Cang đã nói Vô ngạ tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Người như vậy mới học lớp 1 Cửa nẻo Phật Pháp cao lắm Dẫu quý vị nghiên cứu kinh điển giỏi giang đến mấy Nói đến nỗi qua trời rơi loạn xạ Mà vẫn ngỡ thân này là ta Quý vị chưa vào được cửa quý vị học suốt đời vẫn là phật học phật học là gì tri thức tức kiến thức về phật học và phật giáo vô dụng đức phật đòi hỏi chúng ta phải học gì học trí huệ chẳng phải là học tri thức trí huệ và tri thức là hai chuyện khác nhau Trí huệ là quý vị học được thì phải làm được Thật sự thọ dụng Một người đạt đến vô ngã sẽ tự tại lắm Chưa vị biết vô ngã sẽ tự tại ở chỗ nào Nếu quý vị chứng vô ngã sẽ vĩnh viễn trẻ trung Vĩnh viễn chẳng ngã bệnh Thân tâm khỏe mạnh Đây là điều đầu tiên quý vị đạt được Vì sao quý vị bị bệnh? ngã mới có bệnh không có ngã ai sanh bệnh bệnh ở chỗ nào chẳng còn nữa vì thế mỗi tế bào trên toàn thân quý vị đều là bình thường khỏe mạnh vì sao có ngã thì bị bệnh có ngã thì có tự tư tự lợi có tham sân si mà quý vị thấy nhà phật gọi tham sân si là tam độc đó là di trùng gây bệnh nguyên thủy nhất trong tế bào của quý vị có những thứ ấy trong tế bào có những di trùng độc tham sân si như thế bên ngoài rất dễ bị cảm nhiễm bên trong không có di trùng bên ngoài sẽ chẳng bị lây bệnh đạo lý là như vậy đây là chỗ khác biệt giữa trung y và tây y tây y không biết đạo lý này còn trung y thì hiểu một người mắc bệnh nghiêm trọng nhất nếu tâm thái tốt đẹp thầy thuốc cho người ấy dùng một chút thuốc rất dễ dàng khôi phục sức khỏe Vì thế quý vị thấy hệ có ngã chấp Sẽ kèm theo lắm nỗi phiền não ngần ấy Từ phiền não sẽ sanh khởi ngủ dục lục trần Tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ Bên ngoài là ngoại duyên Sắc thanh hương gì xuất pháp Là lục trần Là tạp nhiễm Đức Phật quy nạp vô lượng vô biên tạp nhiễm Thành mấy loại lớn Để thuận tiện dạy học Nếu chẳng tách lìa những thứ ấy Tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh cho được còn có tiếng tâm Lợi dưỡng Chúng đều là giả Đem theo không được Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta Hệ thứ gì mang theo không được Thì chớ nên để trong lòng Có thì tốt lắm Không có cũng tốt lắm Căn bản là chẳng bận lòng Tâm quý vị mới thanh tịnh Phục ư lợi dưỡng đẳng sự lợi dưỡng là nói tới ngũ dục lục trần người hiện thời rất coi trọng chúng chúng là đối tượng tham muốn của quý vị có những sự ấy có thân thể thì cần phải nuôi dưỡng nó nhưng câu tiếp đó quan trọng lắm thường sanh tri túc chi tâm Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm cho chúng ta thấy cả đời lão nhân gia hiện diện trên thế gian. Ngài chẳng xuất thân từ chốn bần cùng mà đến từ gia đình phú quý. Cha là quốc dương, xuất thân từ dương tộc. Cả đời Ngài sống theo nếp sống Của một vị tăng khổ hạnh Thể hiện Tri túc thường lạc Đã thế lại còn bắt đầu cuộc sống khổ hạnh ấy Khi còn rất trẻ 19 tuổi Rời khỏi gia đình Đi ra ngoài cầu học Tầm sư phỏng đạo 12 năm Thường nghĩ Thế gian này Có quá nhiều chúng sanh khổ nạn Họ sống cuộc đời như thế nào? Chúng ta hơi dư giả đôi chút Cuộc sống đã tốt đẹp hơn họ nhiều lắm Vẫn còn chưa biết đủ hay sao? Không biết đủ là tội nghiệp Kẻ không biết đủ do muốn chiếm hữu Muốn khống chế Ban tạo tội nghiệp Nếu đối với chỗ này mà có tâm cảnh giác Có thể giác ngộ Trong cuộc sống vật chất chúng ta có thể làm được Tri túc thường lạc Tâm quý vị sẽ thanh tịnh Đấy là khởi tịnh ý tâm Tâm quý vị ngày càng thanh tịnh Tâm thanh tịnh Thân sẽ thanh tịnh Trong ý Buông tự tư tự lời xuống Buông tham sân si mạng xuống những nhân tố gây bệnh trong tế bào Trên thân thể vật chất này Chẳng còn nữa Bị quá giải Bèn khôi phục bình thường Thân tâm khỏe mạnh Diễn diễn chẳng ngã bệnh Cuộc sống vui sướng lắm cứ sao chúng ta chẳng làm Điều quan trọng Là chẳng tham Mở rộng ý nghĩa Thành chẳng sân và chẳng si Chúng ta lại xem điều thứ sáu tiếp đó Lục vô dông thức tâm Niệm Phật chi nhân Cầu sanh tịnh độ Thành Phật chủng trí Ư ừ nhất thiết thời Niệm niệm bất xả Thị danh vô dông thức tâm Điều này có ý nghĩa Chẳng phức tạp Hoàn toàn quy nạp vào pháp môn tình độ Chẳng mất ý niệm Vô lượng pháp môn của Như Lai chẳng mất Ngài dạy chúng ta Chẳng quên niệm Phật Đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói Ước Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai Tức định kiến Phật Do đặc biệt trong thời đại hiện tại Tai nạn rất nhiều Khi nào tai nạn xảy ra Không ai biết Tôi cũng nghe một người nói anh ta nghe một người thông linh nói sẽ có rất nhiều tai nạn rút cuộc hỏi người ấy khi nào tai nạn sẽ phát sinh hỏi rất nhiều lượt câu trả lời vẫn là một câu thiên cơ chẳng thể tiết lộ có hay không thật sự có nhưng khi nào thì không ai biết lại còn gần như chẳng hề cảnh cáo trước hãy nói là xảy ra bèn xảy ra hai tháng trước vào đầu tháng sáu tôi theo đoàn phỏng vấn tôn giáo mã lai đến thăm la mã thăm vatican tiện dịp viếng thăm khu nam la mã lái xe đại khai gần ba tiếng, thăm cổ thành bàn bối, hai ngàn năm trước, thành này bị trò núi lửa chôn vùi. Nghe nói khi ấy cư dân trong thành thị đó trốn được một phần. Còn lại chừng hơn 4.000 người Không chạy trốn được Đều gặp nạn Thời gian bao lâu Chỉ có mấy giây Tôi đặc biệt đến thăm thành ấy Mong hiểu rõ tình trạng thuở ấy vì sao? Trong thế giới hiện tiền rất có thể là trạng huống như vậy xảy ra tại bất cứ nơi nào. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Nó xảy ra quá đột ngột, quá nhanh chóng. Giống như chúng ta coi phim 2012 Trở tay không kịp Bất cứ ý niệm gì cũng chớ nên giấy lên Trong khoảnh khắc ấy Chỉ nên giấy lên ý niệm niệm Phật Dẫu đều chết sạch Thì mỗi cá nhân sẽ đi đến những chỗ khác nhau Vì thế nói tới lục đạo luân hồi mỗi cá nhân đến mỗi chỗ khác nhau ai quyết định quý vị sẽ đến chỗ nào thưa quý vị chẳng có ai quyết định lúc ấy chẳng phải do thiên thần quyết định cũng chẳng do diêm la dương quyết định mà do ý niệm của chính quý vị trong phật pháp đã nói rất hay ý niệm cuối cùng của quý vị là gì nếu niệm cuối cùng tâm tham bất luận quý vị nghĩ đến tài sản hay là người nhà quyến thuộc ý niệm cuối cùng quý vị nghĩ đến là tham tâm tham sẽ đọa trong ngạ quỷ đạo nếu niệm cuối cùng là sân hận có oán giận oán khí trong tâm bất bình sẽ là địa ngục đạo ý niệm cuối cùng là hồ đồ Ngô si Dẫu chẳng có vọng niệm gì nhưng mơ mơ màng màng quá nữa sẽ vào súc sanh đạo niệm cuối cùng là a di đà phật quý vị sanh sang thế giới cực lạc niệm cuối cùng nghĩ về chân chúa quý vị sẽ sanh lên trời niệm cuối cùng là như thế đó khi thọ mạng đời này chấm dứt đời sau đến nơi nào là do một niệm cuối cùng đó là mấu chốt quý vị hiểu rõ đạo lý này trời già rất công bằng chẳng có hậu đãi kẻ này xử bà kẻ kia hoàn toàn đúng như cổ nhân trung quốc đã nói tự làm tự chịu Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Như vậy thì phải huấn luyện ngay trong hiện tại Huấn luyện gì vậy? Huấn luyện ý niệm này Thời thời khắc khắc Đều có ý niệm A-di-đà Phật Tai nạn xảy đến chẳng sao cả Xảy đến thì ta sang thế giới cực lạc Khi nó chưa xảy ra Ta tiếp tục niệm Phật Đây là đúng Hoàn toàn đúng chủ tể tương lai của chính mình là ý niệm của chính mình chúng tôi có lý do để tin tưởng trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều nói như thế những vị đại thánh đại hiền chẳng lừa gạt người khác Trong đoạn văn tự này Cầu cầu sanh tịnh độ Dễ hiểu Sanh về tịnh độ để làm gì Vì sao Để thành Phật dụng trí Nói cách khác Trong thế giới cực lạc Chỉ có một mục tiêu Chỉ có một phương hướng Đó là chỉ cầu thành tựu nhất thiết dụng trí của Phật. Câu này cũng có nghĩa là đến thế giới cực lạc. Ở trong hội của A Di Đà Phật, Câu Phật chỉ dạy chúng ta, giúp chúng ta chứng đắc, minh tâm tiến tánh. Đại triệt đại ngộ Thành Phật dụng trí chính là ý nghĩa này Trở về tự tánh Trở về tự tánh Trí huệ viên mãn trong tự tánh Là nhất thiết chủng trí Trong Phật Pháp danh từ này bao gồm hai ý nghĩa hai thuật ngữ thứ nhất là nhất thiết trí thứ hai là đạo chủng trí nhất thiết trí cũng là căn bản trí liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh nhà phật thường nói dạng pháp đều không kinh bác nhã vậy hết thể các pháp vô sở hữu rốt ráo không trọn chẳng thể được câu này thoạt nhìn dường như chẳng sâu trên thực tế rất ư là sâu thích ca mâu ni phật suốt đời giáo học Giảng kinh bát nhã suốt 22 năm. Gần như chiếm một nửa thời gian giáo học của ngài để giảng đạo lý này. 22 năm bát nhã được tổng kết bằng một câu này. Một câu này gồm trọn 22 năm Quý vị biết nó rất sâu, rất rộng Hết thể các pháp thế gian và suốt thế gian Không có pháp nào ngoại lệ Vô sở hữu rốt ráo không Trọn chẳng thể được Hết sức khó có hiện thời các nhà khoa học lượng tử lực học đã dần dần chứng thực câu nói này. lời thích ca mâu ni phật giảng là lời thật chẳng giả. thật sự thấu triệt rõ ràng thì quý vị mới buồn xuống hết thảy hiểu rõ chân tướng sự thật chân tướng sự thật ấy là gì toàn thể vũ trụ và chính mình là một thể không phải là một nhà một nhà vẫn chưa phải là một thể đức phật bảo chúng ta quan hệ giữa khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể điều này được gọi là luân lý trong nhà phật do vậy lòng từ bi của phật không có điều kiện đối với hết thể mọi người hết thể sự vật dạng vật trong trời đất tâm từ bi bình đẳng tâm từ bi thanh tịnh người hiện thời gọi từ bi là tâm yêu thương từ bi là tâm yêu thương bình đẳng chẳng có sai khác vì sao một thể người ấy biết là dạng pháp và chính mình là một thể đó là nhất thiết trí đạo dụng trí chuyện như thế nào là mỗi chuyện mỗi vật phát sanh như thế nào vì sao nó phát sanh đối với các đạo lý sai khác đó người ấy đều hiểu rõ Chẳng có gì không hiểu rõ Biết sự biến hóa phức tạp Trong vũ trụ Đều là bản năng trong tự tánh Hai thứ trí huệ ấy đều chứng đắc Đều khôi phục Thì mới thực sự đáng gọi là Không gì chẳng biết không gì chẳng thể không gì chẳng biết là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh không gì chẳng thể là vô lượng đức năng vốn sẵn có trong tự tánh hiển thị ra ngoài thành tướng hảo đó gọi là y báo và chánh báo trang nghiêm Đối với người mới học Phật mà nói Vì sao phải học Phật Nhằm chứng đắc Khôi phục trí huệ đức năng Và tướng hảo trong tự tánh Vì những điều này Có thể làm được hay không Có thể Trong khởi tính luận Mã Minh Bồ Tát dạy Bổn giác vốn có Bất giác vốn không Hai câu ấy dạy chúng ta phải tin tưởng chắc chắn. Đức Phật nói trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh của chúng ta. Nếu là vốn có, đương nhiên có thể khôi phục. Những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước vốn không có. Trong tự tánh chẳng có. Hiện tại dường như có, nhưng tự tánh không có. Đương nhiên có thể buông chúng xuống Nói theo phía người bình phàm chúng ta Đương nhiên là có thể đoạn trừ chúng Học Phật là học gì? Học điều này Trở về tự tánh mà thôi Trở về tự tánh khó khăn Quý vị đọc kinh thông suốt hiểu rõ đó là giải ngộ Quý vị đã hiểu rõ Nhưng chưa thực hiện Chưa làm được Làm được là chứng ngộ Làm được mới hữu dụng Thật sự hữu dụng Ta hiểu rõ liễu giải rồi Vẫn chưa làm được Muốn làm Nhưng chẳng đơn giản như vậy Làm thế nào để buông tập khí vô thủy phiền não xuống? Tám dạng bốn ngàn pháp môn 8 ,000, ,000... Như trong Đại Thừa đã nói Chính là tám dạng bốn ngàn phương pháp khác nhau giúp quý vị buông xuống Có vô lượng pháp môn Giáo Pháp Đại Thừa dạy chúng ta như thế trong các phương pháp nhiều gần ấy quý vị chỉ cần dùng một phương pháp là được không cần phải tìm thật nhiều thứ phương pháp được chọn ấy phải là phương pháp mà chúng ta suy gẫm thấy chính mình có thể làm được phương pháp có khó và dễ căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau vì thế đức phật cho phép chúng ta chọn lựa tự do pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp lời ấy rất hay trong các pháp môn chẳng có pháp môn nào ưu việt không hề có đều là bình đẳng ưu việt tuy thuộc bản thân quý vị căn tánh của quý vị sai khác phương pháp nào dễ sử dụng đối với chính mình thì chúng ta dùng phương pháp đó Đức Phật đặc biệt giới thiệu với chúng ta một pháp môn Tức là pháp niệm Phật Pháp môn này thuận tiện Dễ dàng Ổn thỏa, tích đáng Rất nhanh chóng Thật sự nương theo phương pháp này để tu học gần như thích ca mâu ni phật có thể bảo đảm chúng ta sẽ thành công trong một đời này. Đó là người niệm phật. Vì vậy, trong hết thảy các thời, niệm niệm chẳng bỏ ý niệm cầu sanh tịnh độ và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, câu ấy rất quan trọng. Giúp chúng ta trở về tự tánh Đây là dạy chúng ta nhớ Phật Niệm Phật Trong tâm thường nghĩ đến Phật đặc biệt phải nghĩ tới phật giáo hóa độ thoát chúng sanh công đức vô lượng vô biên phật chẳng có tâm riêng tư vì sao ngài biết hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới và ngài là một thể làm sao ngài có tâm riêng tư cho được niệm niệm vì chúng sanh chính là niệm niệm vì chính mình niệm niệm giúp chúng sanh chính là niệm niệm giúp chính mình lý này rất ư là sâu do chư phật bồ tát không vị nào chẳng bỏ mình vì người nên các ngài mới có thể thật sự quay đầu thật sự buông xuống thật sự đạt đến thành tựu viên mãn tiếp theo đó là điều thứ bảy vô hạ liệt tâm niệm phật chi nhân thường hành bình đẳng chi tâm ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính bất sanh khinh mạng thị danh vô hạ liệt tâm trong bình đẳng mới có sự đối đãi hòa thuận phật pháp và cổ thánh tiên hiền trung quốc có chung quan niệm giáo hóa chúng sanh thì nói quả trước nói nhân sau vì sao chúng sanh bình phạm rất thực dụng họ phải thấy kết quả trước hiểu rõ rồi đã thấy tốt xấu rồi mới giảng cái nhân cho họ họ sẽ tin tưởng tiếp nhận dễ dàng bình đẳng là nhân hoa hài là quả người hoa gọi là hoa bình hoa là quả bình là nhân người nhật bản học theo văn hóa trung quốc nhưng người hoa nói hòa bình còn người nhật nói là bình hòa đúng hay không cũng đúng bình hòa là nói nhân trước nói quả sau có bình đẳng rồi mới có hòa hài vì thế ngày nay chúng ta muốn nói đến thế giới hòa bình thế giới hòa hài nếu thế giới này chẳng bình đẳng thì hòa hài chỉ là khẩu hiệu không thực hiện được xã hội này là xã hội rất bất bình đẳng cho nên Nơi nào cũng nảy sanh xung đột Quá giải xung đột bằng cách nào? Đối đãi bình đẳng Hoa hai sẽ xuất hiện Có thể quá giải xung đột Lời này nói dễ dàng Nhưng thực hiện chẳng đơn giản chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc tư duy cổ thánh tiên hiền làm như thế nào dùng phương pháp gì để làm các ngài dùng giáo dục Mục đích của giáo dục là ở chỗ nào? Mục đích của giáo dục là giúp đại chúng giác ngộ. Đại chúng thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Khắp Pháp giới hư không giới và ta là một thể. Tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Quý vị thấy, các nhà Pháp tướng duy thức Chuyển mạc-na-thức thành bình đẳng tánh trí. Qua hai ban xuất hiện, mạc-na là ý thức. Đã mê thì gọi là ý thức, là mạc-na-thức. Đã giác ngộ, nó chính là bình đẳng tánh. Tức bình đẳng tánh trí trong tự tánh. Muốn giúp cho con người chuyển thức thành trí Trừ giáo dục ra không có phương cách nào khác Trong cách nhìn theo Phật Pháp của chúng tôi Tổ tông của mỗi dân tộc trên thế giới đều là Phật Bồ Tát thị hiện Nói theo tôn giáo Thì họ đều là chân thần thị hiện Nói như vậy hợp lý Mỗi vị đều là bậc minh tâm kiến tánh Vì vậy họ lưu lại giáo huấn tương ứng Với tánh đức viên mãn ngôn ngữ trí huệ lời bàn xứng tánh đều từ tự tánh lưu lộ chẳng phải do sáng tạo chẳng phải là phát minh bởi lẽ con người có cùng cái tâm này tâm cùng một lý này tôi bàn với giáo sư mạch đại duy của khoa hán học trường đại học kiến kiều về phương pháp và quan điểm giáo học những thứ tốt đẹp của cổ nhân trung quốc đã truyền lại mấy ngàn năm chẳng ai thay đổi được ông ta hỏi tôi mấy câu nào vậy tôi bảo đó là tám câu đầu trong tam tự kinh ông ta có thể đọc thuộc lòng tam tự kinh Là một nhà hán học Không biết ông ta đã đọc thuộc lòng bao nhiêu lần Nhưng chẳng thấu hiểu Quan điểm giáo học đầu tiên Là phải thừa nhận Con người tánh vốn lành Giống như trong sự giáo dục của Phật Đà Quý vị thấy quan điểm trung tâm Trong nền giáo dục của Đức Phật là hết thảy chúng sanh vốn là Phật Ý nghĩa này hoàn toàn giống với nhân chi sư tánh bổn thiện Trong Tam Tự Kinh Vì thế quý vị làm công tác giáo dục, giáo học Đầu tiên quý vị phải khẳng định con người tánh vốn lành Mục đích giáo dục là đâu? mục đích chính là phải giúp hết thảy chúng sanh trở về bổn thiện trong đại thừa phật pháp bổn thiện là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đó mới là bổn thiện bổn thiện chính là thành phật vì sao phải vậy câu tiếp đó đã nói rõ ràng tánh tương cận tập tương diễn tánh vốn lành giống nhau hoàn toàn giống nhau nhưng do quân tập nên ngày càng cách xa bổn tánh tập tánh là gì thói quen Bổn tánh vốn lành, tập tánh bất thiện. Cổ nhân Trung Quốc nói, cận châu tắc xích, cận mặt tắc hắc. Một đứa bé hết sức dễ bị cảnh giới bên ngoài cảm nhiễm. Nó ở cùng người tốt, sẽ biến thành người tốt ở cùng kẻ ác sẽ biến thành xấu xa đó gọi là tập tánh mục đích của giáo dục là làm sao giúp cho con người từ tập tánh bất thiện quay về bổn thiện đó là mục đích của giáo dục vì vậy quan điểm giáo dục được phát triển từ chỗ này cậu bất giáo tánh nải thiên chỉ cần dạy cho con người tốt đẹp chuyện bất hảo nào trong xã hội cũng chẳng phát sanh bất cứ tai nạn nào trên địa cầu cũng chẳng nảy sanh do vậy người trung quốc hiểu giáo dục có trí huệ về phương diện giáo dục Có phương pháp và kinh nghiệm giáo dục Nên giáo dục có hiệu quả Vô cùng đáng tiếc là sau khi nhà mãn thanh dòng quốc một thế kỷ Trong một trăm năm ấy chúng ta đã quay nhẹ khinh rẽ những giáo huấn của tổ tâm Xã hội mới xuất hiện các phiền phức nhiều ngần ấy núi sông đại địa phát sinh các tai biến nhiều trường ý. Truy tới căn bản, thì ra giáo dục quá vấn đề. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Chúng ta muốn học tốt đẹp muốn học theo bậc thánh muốn học theo người hiện có thể làm được hay không chỉ cần quý vị kiên trì ngăn ngừa hết thảy nhiễm ô như đã nói trong phần khởi tịnh ý tâm ở trên thì sẽ thực hiện được dân giữ tám câu giáo huấn của tổ tông ai nấy đều có thể trở thành thánh nhân hiền nhân chẳng gặp thiện tri thức chân chánh hoặc thầy tốt có thể lấy cổ nhân làm thầy trước tác của cổ nhân hãy còn hãy khéo đọc học tập y giáo phụng hành có thể thực hiện tại trung quốc người nêu gương đầu tiên là mạnh tử mạnh tử học theo khổng tử khổng tử đã chẳng còn qua đời rồi nhưng thi thư lễ nhạc do khổng tử sang định hãy còn những văn tự do khổng tử biên tập giáo quấn của cổ thánh tiên hiền hãy còn mạnh tử có được những tác phẩm ấy bèn nghiêm túc học tập chỗ nào không hiểu rõ bèn thỉnh giáo các đệ tử của khổng tử ngài học thành công Học giống như khổng tử vượt trỗi các đệ tử của khổng tử thuở ấy Vì thế hiện thời nhắc tới khổng mạnh Chẳng nói khổng tăng Tuy tăng tử cũng khá lắm Hữu tử cũng khá lắm nhưng chẳng nhắc tới Chỉ nhắc tới khổng mạnh Quý vị thấy vị tư thuộc đệ tử này Chứ hề gặp khổng tử Chiếu theo những trước tác còn lại của khổng tử để học tập Nghiễm nhiên vượt trỗi những học trò Do chính khổng tử chỉ dạy thời ấy Nêu gương tốt nhất cho chúng ta Sách của khổng tử còn đó Tứ thư ngũ kinh Nếu chúng ta chiếu theo đó Nghiêm túc học tập bỏ ra 10 năm công phu Cũng có thể làm được như mạnh tử Chẳng phải là làm không được Vì sao không làm Thời gian 10 năm không dài Chỉ cần thật sự bỏ 10 năm công phu Cổ nhân nói rất hay Thập tải hàng sông nhất cử thành danh trong phật pháp ngẫu ích đại sư đã nêu gương cho chúng ta ngẫu ích đại sư ngưỡng mộ ngài liên trì học theo liên trì đại sư liên trì đại sư đã giảng sanh chẳng còn tài thế nhưng trước tác của liên trì đại sư còn đó Học trò của ngài là thành thời tu chỉnh khắc dáng lưu thông. Ngẫu Ích đại sư có được những bộ sách của Liên Trì đại sư, bàn nghiêm túc học tập. Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh tông. Ngẫu Ích trở thành tổ sư đời thứ 9. vì thế có thầy và có hoàn cảnh học tập là đại phước báo điều ấy có thể gặp chứ chẳng thể cầu không có hoàn cảnh ấy vẫn có thể học thành công đó là mạnh tử và ngẫu ích đại sư trong hiện tại chúng ta vừa phát hiện một người Tại miền Đông Bắc Trung Quốc Có cư sĩ Lưu Tố Dân Dùng thời gian 10 năm Để học một bộ kinh vô lượng thọ Học thành công Hiện thời bà ta giảng kinh vô lượng thọ Không cần dùng kinh bổ Giảng chỗ nào cũng thấm đẫm đạo lý pháp duyên thù thắng đến nơi nào cũng được người ta hoan nghênh mười năm một quyển sách bà ta học như thế nào bà ta có một bộ đĩa cd thôi ấy bà ta năm mươi lăm tuổi 55 mươi lăm tuổi mới bắt đầu khi đó bà có được một bộ CD Kinh vô lượng thọ 60 giờ Chúng tôi không biết bà ta Tới năm nay tôi mới gặp mặt bà ta Bà ta đã thành công 10 năm bèn thành công Bà ta kể Mỗi ngày nghe một đĩa CD tức là một giờ đối với một giờ giảng bà ta nghe mười lần vì bà ta nghe tôi giảng kinh có nói một câu như sau thâm nhập một môn huân tu lâu dài bà ta ghi nhớ câu ấy thật sự làm theo thâm nhập một môn tức là nghe một bộ kinh đến cùng chẳng có ý niệm thứ hai mỗi ngày nghe mười lần để cd ghi âm một giờ giảng Ngày hôm sau đổi sang địa kế tiếp Cũng nghe 10 lần Nghe 60 ngày sau Ngày thứ 61 quay lại nghe từ đầu Nghe như vậy 10 năm Không chỉ toàn bộ kinh đều thuộc Mà mỗi chữ tôi nói bà ta đều nhớ nằm lòng Một kinh thông hết thể các kinh thông Hiện thời bất cứ kinh giáo đại thừa nào đưa đến trước mặt Bà ta chẳng bị mảy mày chứ ngại gì Đây là một tấm gương rất tốt đẹp Năm nay bà ta 65 tuổi 10 năm thành công rồi Tôi giảng kinh thường nhắc tới bà ta Bà ta nổi tiếng tại Đại Lục Khắp nơi mời bà ta giảng kinh đó là một nhân vật giống như mạnh tử và ngẫu ích đại sư có người hỏi bà ta học như thế nào mà thành công bà ta bảo bí quyết gồm sáu chữ thứ nhất là lão thật thứ hai là thính thoại thứ ba là chân cán thâm nhập một môn huân tu lâu dài bà ta thật sự làm mười năm bèn thành công chúng ta thử nghĩ xem chẳng phải là chúng ta không thể thành tựu mà vì đã lãng phí thời gian người ta mười năm dốc sức một bộ kinh Còn chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối Suy nghĩ loạn xạ trong 10 năm Ổn phí 10 năm Sau đây, chúng ta suy nghĩ thấy Tổ sư Đại Đức xưa kia có phước báo. Quý vị thấy bao nhiêu người thành tựu Y chỉ một vị thầy Ở trên núi dài chục năm Chẳng hạ sân Hôm nay Pháp Sư Trung Tây Tùy Công của Nhật Bản Đến thăm chúng ta Trong quá khứ tôi đã đi thăm Nhật Bản 6 lần Có một lần tôi đến Thăm núi Tỷ Duệ của Nhật Bản Có người bảo tôi Các tổ sư khai sơn của 13 tông phái Phật giáo Tại Nhật Bản Đều tu hành trên núi này Tôi lên núi đặc biệt hỏi dò xem Thời gian tu hành của các vị tổ sư Đại Đức trên núi ấy bao lâu Lão Hòa Thượng trên núi bảo tôi Vị lâu nhất hơn 30 năm không hạ sinh Vị ít nhất là 14 năm Nên các ngài mới có thành tựu như vậy Trở thành nhất đại tổ sư Pháp duyên thù thắng chưa phải là chuyện tốt Khiến cho quý vị suốt ngày từ sáng đến tối đi khắp nơi Tâm bị rối nháo nhau Thời gian cũng rối bén Chẳng thành tựu Người thành tựu an định một chỗ Như như bất động Tôi là một kẻ chẳng có phước báo Chẳng có cách nào Chẳng có đạo tràng Nên nơi nào hữu duyên bèn đến nơi đó Nhưng tôi giữ vững một nguyên tắc Tôi đến bất cứ nơi nào Cũng đều là giảng kinh Nơi không thể giảng kinh tôi sẽ không đến Do vậy tôi có thể duy trì vững vàng cho đến hiện tại Suốt 52 năm giảng kinh không gián đoạn nên mới có một chút thành tựu Nếu tôi có phước báo như các vị tổ sư đại đức xưa kia Có một ngọn núi 52 năm chẳng hạ sơn Đến nay tôi sẽ tuyệt lắm Khá vô cùng Vì thế các đồng học trẻ tuổi phải hiểu rõ đạo lý này ai thành tựu quý vị chính mình thành tựu chính mình xưa nay trong ngoài nước hễ là người có thành tựu tuyệt đối chẳng phải do được thầy ở bên cạnh thường chỉ điểm không có đều do chính mình thành tựu nắm vững những nguyên tắc và nguyên lý do thầy chỉ dạy Thật sự phát tâm dũng mãnh, Tâm tinh tấn Giữ trí thường hằng Không ai chẳng thành tựu Cư sĩ Lưu Tố Dân là một tấm gương vô cùng tốt Người ta 55 tuổi mới tiếp xúc Các vị còn chưa tới 55 tuổi Phải học theo bà ta mười năm trở thành đại pháp sư nếu bà ta xuống tóc xuất gia lên tòa giảng kinh ban là đại sư do vậy chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh điều này vô cùng trọng yếu Thật sự chuyển được Nhất định sẽ có biểu hiện như thế này Tôn trọng cung kính chúng sanh Chẳng sanh lòng khinh mạng Đối với người cũng thế Mà đối với chính mình cũng thế Ta và người bình đẳng Chúng sanh và Phật bình đẳng quý vị đối với người đối với cây cối hoa cỏ đối với núi sông đại địa đối với hết thảy chúng sanh quyết định chẳng có tâm khi dễ chẳng có thái độ ngạo mạn thể hiện sự tôn trọng cung kính chắc chắn là như vậy Đấy là lệ kính chẳng sân Tiếp đó điều thứ tám là Sanh quyết định tâm Niệm Phật chi nhân Bất trước thế gian ngôn luận Ư ừ vô thượng bồ đề chi đạo thâm sanh chánh tính Tất cánh bất hoạt Thì danh sanh quyết định tâm Điều này là chẳng si Quý vị thấy đó Không tham, không sân, không si Những ngôn luận thế gian Đặc biệt trong hiện thời Chánh luận ngày càng ít ỏi Lệch lạc ta dạy ngày càng nhiều Các đồng học theo tôi lâu dài Cũng biết tôi có một thói quen Tôi học Phật 59 năm 10 năm đầu Có khi xem nhật báo, tạp chí, tivi Tôi buông bỏ những thứ ấy Gần 50 năm rồi Chẳng xem TV Chẳng đọc nhật báo Tôi nhất loạt cự tuyệt Những tạp chí tin tức Vì sao? Nhiễm ô Cũng có đồng học thường gửi sách cho tôi xem Tôi cầm lấy Trước hết xem trang bản quyền Phía sau in Sở hữu bản quyền in lại nhất định truy cứu trách nhiệm Tôi sẽ không đọc sách ấy Bảo người ta đem đi Người ta hỏi vì sao ư ừ, Tôi trả lời tác giả tâm lượng quá nhỏ Tâm lượng quá nhỏ thì có thể giết được thứ tốt đẹp gì Quý vị thấy khi cổ nhân Trung Quốc ra sách Chẳng phải vậy Quan nên tái bản công đức vô lượng chẳng có sở hữu bản quyền một người tâm lượng to lớn tâm lượng lớn phước sẽ lớn trí huệ cũng lớn tâm lượng nhỏ bé phước cũng bé tí trí huệ cũng nhỏ nhoi vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian của chúng ta thời gian của chúng ta rất hữu hạn chẳng muốn lãng phí vào đó nhưng nếu là ngôn luận của thánh hiền thế gian thì có thể xem có thể nghiên cứu tuy vậy hoàn cảnh hiện tại đã khác tai nạn nhiều lắm khiến cho chúng ta Xanh khởi tâm cảnh giác cao độ Chúng ta ứng phó ra sao? Đây là chuyện cấp thiết trước mắt Chỉ có đem toàn bộ thời gian Tinh lực Dùng vào Phật Pháp Kinh luận Phật Pháp Cũng nhiều vô cùng thưa quý vị kinh có thể cứu nạn gấp thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ trước mắt chính là bộ kinh vô lượng thọ thật sự dùng được nhất là bản hội tập của lão cư sĩ hạ liên cư hiện thời trong chín phiên bản tiếng hán khác nhau của kinh vô lượng thọ bản của hạ liên cư là bản tốt nhất trong chín bản khác nhau chúng ta có duyên gặp gỡ đó là phước báo nhiều lắm do vậy năm nay tôi quyết định tạm ngừng giảng kinh hoa nghiêm một năm để giảng bộ kinh này mọi người chúng ta cùng nhau học tập kỹ càng tôi cũng giảng kinh này giống như giảng kinh hoa nghiêm giảng cặn kẽ bạn chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ cũng là cảm ơn một phen tri giao giữa chúng tôi Lúc tuổi già Cô viết bản chú giải này Dụng tâm rất khổ sở Đã thấy thân đang mang bệnh nặng Vẫn hoàn thành tác phẩm này Tôi biết rõ Vô cùng kính phục lần này chúng tôi chia sẻ tâm đắc và cảm tưởng do đọc bộ kinh này cùng mọi người tạo thành diễn nghĩa vì vậy lần giảng kinh này có tựa đề là tịnh độ đại kinh giải đại kinh do cụ hạ hội tập Giải do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết Cuối cùng chúng tôi đem phần tâm đắc Khi học tập Tạo thành diễn nghĩa Giúp cho các tịnh tông đồng học hiện tiền Và mai sau Có một bản hoàn thiện Hồng có thể tu học mang ý nghĩa rất lớn Đại biểu cho đạo vô thượng Bồ Đề Cứu độ chúng sanh nghiệp khổ Trong 9.000 năm thời mạt Pháp Là cuốn kinh này Và bản chú giải này Sanh lòng chánh tính sâu xa Rốt ráo chẳng mê hoặc đó là sanh quyết định tâm thứ chín vô tạp nhiễm tâm niệm phật chi nhân tu tập công hạnh chủng chư thiện căn tâm thường diễn ly nhất thiết tạp nhiễm phiền não thị danh vô tạp nhiễm tâm học điều gì cũng phải chuyên Chớ nên tạp Kỹ nhất là sen tạp Nhưng trường học hiện thời là tạp nhiễm Chương trình học trong nhà trường hiện thời Nói chung là Từ nhà trẻ đến lớp tiến sĩ Đều là học tập nhiều môn lại còn sắp xếp các môn học sen cả chẳng hạn như tiểu học giờ thứ nhất học ngữ văn giờ thứ hai học toán khái niệm ngữ văn còn chưa hấp thụ đã thay đổi đề một đó là tạp là nhiễm trung quốc vào thời cổ kỹ nhất cách dạy học ấy cổ nhân trung quốc tuân thủ nguyên tắc của tổ tâm giáo chi đạo quý dĩ chuyên tức là thâm nhập một môn huân tu lâu dài một môn chưa học nhuẩn nhuyễn quyết định chẳng thể học môn thứ hai Xưa kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học kinh giáo Thầy Lý áp dụng cách dạy học trong trường tư thuộc Tức là học từng môn một Quý vị không thể đồng thời học hai môn Thầy nói rõ ràng với quý vị Học đồng thời hai môn Thì một môn quý vị cũng chẳng học được vì sao phân tâm thời gian cũng bị chia dụng tinh thần cũng bị phân tán làm sao học tốt cho được chỉ cho phép học một môn học xong một môn mới có thể học môn thứ hai học từng môn một phương pháp này có thể sử dụng trong nhà trường tôi tin tưởng dùng trong nhà trường thành tích của học trò nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp vì sao tập trung tinh thần chẳng hạn như tiểu học có bốn môn chủ yếu ngữ văn toán hoặc là sử địa ngoài ra còn có ngoại ngữ các môn học chánh yếu không sắp xếp xen cả Ngữ văn là cơ sở của tất cả khoa học Trọng yêu nhất Dành thời gian nhiều một chút Sáu năm tiểu học Dùng thời gian 3 năm để học ngữ văn Không có các môn khác Chuyên học ngữ văn Toán thì dành ra một năm Để Chuyên môn học toán Quý vị thấy học theo kiểu này Trong cặp chỉ có một quyển sách Rất nhẹ nhàng Thông dong đầu óc chỉ nghĩ tới một chuyện Chẳng nghĩ tới chuyện thứ hai Chắc chắn tinh thần tốt đẹp Thân thể tốt đẹp Thành tích học tập cũng tốt đẹp Đấy chính là như cách nói của Tổ Tông Trung Quốc Giáo chi đạo quý dĩ chuyên Chớ nên xen tạp Khi đã xen tạp sẽ rối loạn Tổ tiên có trí huệ Người hiện thời xem thường tổ tông Nên họ bất hiếu với cha mẹ Ngỡ con người hiện thời rất thông minh Luôn vượt trội tổ tông Hiện thời con cái đều nghĩ mình vượt trội cha mẹ rất nhiều Cha mẹ quá cổ lỗ trở thành đồ cổ rồi Vô dụng Chẳng theo kịp thời đại Ngay cả máy vi tính cũng chẳng biết dùng Xem thường cha mẹ không biết trí huệ của cha mẹ và tổ tông có thể giải quyết vấn đề những quan niệm hiện thời đã đem lại tai nạn tôi cũng thảo luận vấn đề này với nhiều người làm công tác giáo dục kể cả một số giáo sư đại học và các hiệu trưởng họ nghe xong cũng cảm thấy tôi rất có lý có thể làm thí nghiệm nếu có trường học nào chọn phương pháp này để làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công sẽ là công đức vô lượng. Có thể giúp khá nhiều trường học thay đổi phương pháp dạy học. Thật sự có thể cứu vớt thế hệ kế tiếp. Chúng ta phải tôn trọng cung kính tổ tông. Những thứ của tổ tông là chân thật Thật tốt đẹp Chẳng xảy ra chuyện gì Dứt bỏ tổ tông phiền phức gì cũng đưa đến Điều này cũng thuộc loại chẳng si Hai điều 8 và 9 đều là chẳng si Điều cuối cùng là niệm Phật Khởi tùy niệm tâm Niệm Phật chi nhân tuy quán như lai tướng hảo nhi bất sanh ái trước chi tâm ư vô niệm trung thường niệm bỉ phật thị danh khởi tùy niệm tâm quán tướng hảo của phật như lai quán tướng hảo của như lai là quán những tướng hảo nơi báo thân phật Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian Đây là ứng thân Chúng sanh có cảm Ngài bèn ứng Ứng thân Phật Thị hiện 32 tướng 80 thứ hảo Cũng chính là vì người thế gian Đã gọi những tướng đó là tướng tốt Theo thuật xem tướng Thích Ca Mâu Ni Phật Thấy đều có đầy đủ Kinh dạy Trong thế giới cực lạc Quý vị thấy thân a di đà Phật Có vô lượng tướng Mỗi tướng có vô lượng hảo Trên thế gian Đức Phật dùng tướng hảo Để tiếp dẫn chúng sanh Chúng sanh ưa chuộng tướng hảo phật tướng hảo đệ nhất họ thấy tướng hảo của phật sẽ theo phật học theo ngài mục đích của ngài là ở chỗ này báo thân như lai là bình đẳng nếu chúng ta minh tâm kiến tánh sanh về cõi thật báo trang nghiêm của phật thì thân chúng ta và thân phật chẳng khác vì sao từ tự tánh hiển thị, quả thật là vô thượng phước huệ trang nghiêm. nhưng chẳng sanh tâm yêu đắm, yêu đắm là phiền não, yêu là phân biệt, đắm là chấp trước. lẽ nào sanh lòng yêu đắm? không thể nào hiện tiền trong vô niệm chúng ta phải thường niệm a di đà phật chữ bỉ phật trong đoạn kinh văn của pháp hội phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo trong kinh bảo tích vừa được trích lục trên đây chỉ a di đà phật niệm phật thì tâm là tâm phật Tức là như Kinh đã nói Niệm Phật làm Phật vốn là Phật Nay lại làm Phật Há lẽ nào chẳng thành Phật Ở đây chúng ta đã học tập xong câu Hà đẳng danh di Phát thập chủng tâm Trong Kinh Đại Bảo Tích Đối với mười thứ này Chỉ cần làm được một thứ sẽ hội đủ điều kiện giảng sanh tây phương cực lạc thế giới mười thứ tâm thấy đều làm được quyết định giảng sanh quyết định thấy phật do thị tâm cố đương đắc giảng sanh bỉ phật thế giới khả kiến di lạc đại sĩ chánh thị tương tán thích tôn đồng hoàng tịnh tông diệu pháp giả đấy là lời kết luận của cụ hoàng niệm tổ sau đoạn kinh văn này di lạc bồ tát Quả thật đang hiệp trợ Thích Ca Mâu Ni Phật Hiệp trợ A Di Đà Phật Hoàng Dương Pháp Môn Tình Độ Đương nhiên Di Lạc Bồ Tát đã ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Do vậy Đến Thế Giới Cực Lạc Sẽ thấy chân thân của Di Lạc Bồ Tát Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật but